Tháng 8 năm ngoái, Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2015 bất thần tuyên bố sẽ dừng mọi công việc tại Việt Nam để quý phái Mỹ định cư và chữa bệnh. Kể từ đó đến nay, người đẹp sống trong một căn biệt thự khá mênh mông rải tại California, Mỹ. Vì rất thích trang trí nội thất ngôi nhà, nên Phạm Hương soàn xỉnh xuyên thay đổi cách sắp xếp, bài trí theo cảm hứng và các sự khiếu nại đặc biệt. Bởi thế, phòng khách trong ngôi nhà của cô lúc thì chuyển tone màu vàng, màu hồng, màu đỏ. Khá đẹp mắt. Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2015 chú ý đến từng cụ thể nhỏ dài trong không gian sống của mình. Được biết hiện tại ngoài công việc làm mẫu và kinh hồn doanh, Phạm Hương còn làm thêm cả nghề xây đắp nội thất. Góc phòng ăn trong căn biệt thự của cô. Góc cầu thang nối các tầng trong căn biệt thự được Phạm Hương trang trí bằng rất nhiều ảnh của mình. Cô soàn xỉnh xuyên đứng tự sướng tại nơi này ngập tràn ánh sáng sổ tự nhiên trong căn nhà này. Một góc khu vườn bao quanh căn biệt thự của Phạm Hương tại Mỹ. Qua những bức ảnh Phạm Hương đăng tải có thể thấy cô sống trong một mảnh đất khá mênh mông rải, thoáng mát với sân vườn bao quanh. Phòng ngủ của Phạm Hương được xây đắp với tone màu cổ kính nhưng quý phái trọng. Phạm Hương đăng tải rất nhiều bức ảnh chụp trong phòng ngủ lên mạng thôn hội. Một góc khác trong phòng ngủ của Hoa hậu Phạm Hương. Nội thất trong căn hộ chủ yếu đối là màu trắng sáng sủa trẻ trung, hiện đại. Không gian phòng ngủ của Phạm Hương cũng khá thoáng đãng, mênh mông rải. Một góc phòng tắm trong căn biệt thự của Phạm Hương.